Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acouphase có model là E650. Đây là một trong những chiếc âm ly chạy thuần Class A vô cùng là hay của hãng. Chiếc âm ly E650 này chỉ sau đàn anh đó là E800, với cái mức công suất của đôi loa này là lên đến 30W trên kênh, chế độ 8 ohm và vô cùng phù hợp với nhiều dòng loa, đặc biệt là những dòng loa tay noi hay BMW hay JBL. Chiếc âm ly này đều đáp ứng được những cái mức khắt khe nhất. Nói đến cái thương hiệu Acouphase thì các bác cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Nhật. Đó, thương hiệu Acouphase với Lichmann thì là hai thương hiệu lớn nhất của Nhật rồi. Đó, với cái thiết kế là mặt phay nhôm, đó, mặt phay nhôm vàng rất là đẹp, và thiết kế đối xứng hai bên đó là hai cái núm bên tay trái bên đây, nó là núm input selector. Đó, là các đi đường tín hiệu đầu vào như CD, CD ban lăng, line 1, line 2, line 3, và bên tay phải em đây đó là cái volume. Đó, đời này thì dòng này trở lên thì nó sẽ dùng volume số rồi các bác nhé. Đó, volume số rồi. Đó, và chính giữa sử dụng một cái lắp band. Đó, bên trong có các chế độ đánh như cầu A, cầu B, A cộng B, bass, chép, ba lăng, nói chung đầy đủ. Chiếc âm ly E650 này là hàng công ty, hàng xài lướt của công ty, và còn đầy đủ thùng hộp phụ kiện khiển dây nguồn đi kèm chính hãng của chiếc âm ly này. Đó, chiếc âm ly này, và bây giờ em sẽ quay các bác để cùng cảm nhận cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này thì đẹp tới 99,9%, không có một điểm trừ nào cả. Đó, tất cả những cái đồ bên em bán thì nó có lỗi lầm gì hay là những có cái vết xước lông mèo lông chuột gì, hoặc là cái chấm cái đầu kim này, em sẽ báo với các bác. Và những cái đồ như thế thì luôn luôn sẽ có những cái giá rất là tốt. Đó, những cái vết viết thế thì em sẽ trừ tiền trực tiếp trên sản phẩm luôn. Đấy, Class A. Đời này là sử dụng đèn tia rồi các bác nhá. Đời này sử dụng đèn tia rồi, nên là những cái đời trừ 560 hay 650 hay là 550, 560 thì là sử dụng đèn vu. Đó, và là này đã sử dụng volume số rồi. Đó. Và bây giờ em sẽ tắt máy đi và em quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Đây là phía hông, riêng cái những hồi hai bên của những dòng âm ly Acouphase thường là bằng hồi kim loại và sơn phủ lớp sơn bóng màu ghi. Đó. Đây nó là cái đặc điểm dễ nhận biết nhất của dòng âm ly Acouphase. Và đây là phía sau của chiếc âm ly Acouphase. Dòng âm ly Acouphase E650 này sử dụng chạy hai cầu loa A cộng B. Đó. Và bên tay trái em đây đó là cái đường input selector, là cái đường đầu vào như tuner, CD, line 1, line 2, line 3 và pre-out, main-in. Và dòng này còn có thêm những các cầu loa 3 chân, những cái đường tín hiệu đầu vào như 3 chân ở đây. Đó. Và những cái dòng âm ly Acouphase này luôn luôn hãng làm chờ sẵn hai cái đường option này. Hai đường option này các bác có thể mua thêm cạc DAC các bác lắp vào, hoặc là cái cạc phono, cạc đĩa than đấy các bác sẽ lắp vào. Đó. Ở đây model E650, điện 220V và công suất tiêu thụ điện năng là 290W. Đó, này made in Japan. Và đây còn nguyên tem công ty quốc tế Anh Duy. Đó, nguyên tem. Nên các bác cứ yên tâm mà dùng, và có vấn đề gì thì em sẽ có cái trách nhiệm, là bên em luôn luôn có trách nhiệm và hỗ trợ các bác đến khi nào các bác không dùng thì thôi. Mọi cái vấn đề từ A đến Z thì em sẽ hỗ trợ các bác hết lòng luôn. Đó. Và chiếc âm ly Acouphase E650 này, hàng đẹp tới 99,9% này, giá em đang giao lưu với các bác là giá 135 triệu. Đó, 135 triệu.
Các bác có nhu cầu xin liên hệ được qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.